Xin chào người. 16 phút nữa là mình nhảy lên một cái phát trực tuyến với anh em. Mình sẽ cho bạn hết tất cả những thông tin nổi bật nhất của tiền điện tử. Cái cơn bão của tiền điện tử cũng giống như BTC thì nó rất là sát với bạn. Nha, sát với bạn. Chuẩn bị tới đây BTC sẽ đạt được 73.800. Và lên tới con giá bao nhiêu trước khi nó hồi lại một cách mạnh bạo. Gọi là hình dung nó cũng giống như một cái sóng thần vậy đó. Nó sẽ lên cao thì là cao hơn tất cả những cái tòa nhà cao nhất. Rồi sau đó nó sập xuống thì nó sập như thế nào. Tiền Academy cung cấp những cái thông tin như vậy cho anh em. Thôi 16 phút. Mình sẽ gặp nhau 16 phút ở trên Tiền Academy YouTube. Tiền Academy YouTube. 16 phút nữa. Vậy thôi. Xin chào mọi người.